Chú ạ. Vâng, cháu năm nay là nhân viên của công ty điện lạnh Ngọc Japan ở 68 Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên. Đến đây là giao cho cô chú cái ghế massage này ạ. Thì chú cho cháu hỏi là nguyên do đâu mà chú biết đến cái sản phẩm ghế massage nội địa Nhật của cửa hàng nhà cháu ạ? Hôm nay là con chúng tôi liên hệ với trung tâm và đã được biết trung tâm là mua được cái sản phẩm cũng ưng ý đó, như ý muốn của gia đình. Vâng. Thì chúng cháu đã đến đây lắp đặt cho cô chú, và cô chú đã ngồi thử. Thì khi chú ngồi lên ghế chú thử thì chú đã cảm thấy có cái ghế đánh có như ý muốn của chú không, và chú đã ưng bụng về ghế không ạ? Đến bây giờ thì ngồi thử nghiệm lần đầu thì thấy cũng ưng bụng rồi. Vâng. Ưng bụng về sản phẩm đó. Dạ vâng. Đấy là cũng tốt rồi. Vâng. Thế về hình thức bên ngoài thì chú cảm nhận bằng mắt thường của mình thì chú đã cảm thấy ưng bụng như chú? Cái hình thức bên ngoài thì cũng bắt mắt rồi. Về chức năng đấm bóp của ghế cũng được. Vâng. Ổn định đó. Dạ vâng. Vâng. Dạ vâng. Vâng, thế thì chú con cái chú ta mua tặng ghế chú massage thì cô chú có bất ngờ không ạ? Con cái nó mua cho cái massage cũng bất ngờ đó. Vâng. Cũng mừng đó. Dạ vâng. Vâng, gia đình bố mẹ thì cũng phấn khởi. Vâng. Để con cái nó quan tâm đến cái tuổi già như chúng tôi thì mà là phấn khởi quá rồi. Vâng. Thì cho cô, bây giờ con cái biếu cô chú tiền thì cũng chẳng bằng biếu cô chú cái này để mà bảo vệ sức khỏe cho cô chú. Thì là con cái đã mua cho cô chú thì cô chú cứ chịu khó mà mỗi ngày mình sử dụng sản phẩm này cho cô chú nhé. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Cảm ơn. Dạ vâng, vâng.